Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài đầu tiên. Bài đầu tiên về final. Chúng ta mở final lên. Ở tại giao diện đầu tiên của final, chúng ta có rất nhiều cách để mở một file mới, nhưng chúng ta nên sử dụng cái nhanh nhất, đó là nhấn vào Default Document. Đây là giao diện của Final. Chúng ta có thể là rất là bỡ ngỡ vì là lần đầu tiên chúng ta mở Final lên. Chúng ta có thể là sẽ rất là bỡ ngỡ với những gì đang có trên màn hình. Bây giờ chúng ta có thể là xem qua một chút. Giao diện của Final thì nó gồm có một cái thanh menu. Thanh menu này nó cũng có rất nhiều chức năng. Chúng ta chưa cần thiết phải để ý đến quá nhiều về cái Final này, về các cái này. Cái thứ hai là cái thanh công cụ để chúng ta viết nhạc. Các cái tên của các cái thanh công cụ này thì chúng ta cũng sẽ học dần dần. Qua những cái buổi học cơ bản này, chúng ta sẽ học hết tất cả các cái thanh công cụ này. Bên dưới này là các nốt nhạc. Chúng ta có thể chưa biết nhạc lý thì chúng ta cũng chẳng biết đây là những cái nốt gì. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bắt đầu với cái vùng làm việc này. Vùng làm việc này của chúng ta, chúng ta chưa biết nhạc lý thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái gì gì đó ở trên này. Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ học từng cái một nhé, từng phần một. Thứ nhất, đây là khóa nhạc. Đấy, trên cái tờ giấy này của chúng ta có cái đầu tiên của ở 5 cái dòng kẻ này, 1, 2, 3, 4, 5 cái dòng kẻ này. Người ta gọi đây nó là khuôn nhạc. Đầu khuôn nhạc thì có khóa nhạc. Và tên của cái khóa này là người ta gọi là khóa son. Đây gọi là khóa son. Khóa son để cho chúng ta biết được điều gì? Khóa son là để cho chúng ta, nhằm cho chúng ta biết được rằng là khóa son này, nhằm cho chúng ta biết được là cái nốt son nó nằm ở vị trí nào trên cái khuôn nhạc này. Đây, khóa son cho chúng ta biết cái vị trí này này, nhỏ nhỏ đây. Cái vị trí này chính là vị trí của nốt son trên cái khuôn nhạc có khóa son. Nốt son đây, đây là nốt son. Đó, nốt son nằm ở dòng kẻ thứ hai tính từ dưới lên. Và nó bắt đầu khi người ta viết khóa son ấy, người ta bắt đầu đặt từ cái vị trí này mà người ta viết. Và cái vị trí này nó chỉ cho chúng ta biết nó là cái khóa. Cái khóa son này nó chỉ cho chúng ta biết nốt son nằm ở dòng kẻ thứ hai. Sau khóa son thì có cái số 44 ở đây. Có số 44 ở đây. Cái 44 này có nghĩa là cái số chỉ nhịp. Đây là số chỉ nhịp. Số chỉ nhịp dùng để làm gì? Thì chúng ta phải cần học về nhịp. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn về tốc độ trước, chúng ta mới biết được là tốc độ, trong tốc độ thì nó có về nhịp, về phách. Sau cái nhịp 44 này thì lại có một những cái gạch đây, những cái gạch ngang này, kẻ sổ xuống này. Đây người ta gọi là các cái vạch nhịp. Đây là các cái vạch nhịp.
Vừa rồi là các bạn đã nhìn sơ qua về tổng thể cái bài nhạc mới chúng ta vừa mới mở ra. Bây giờ tôi nói là cái bài khi mở một bài nhạc mới thì bao giờ cũng có rất nhiều khuôn nhạc, các cái đường mà nó trong đó, các cái nhóm mà trong đó có 5 cái dòng kẻ tính từ dưới 1, 2, 3, 4, 5 đó, chúng ta gọi là khuôn nhạc. Đầu khuôn nhạc thì có khóa son, sau nằm ngay sau khóa son thì là chỉ số nhịp đó. Chỉ số nhịp ở đây nó có nhiều loại nhịp lắm, nhịp 2/4, nhịp 4/4, nhịp 6/8 vân vân, rất nhiều loại nhịp. Nhưng chúng ta chỉ cần biết cái số này, cái số đằng sau cái khóa son này người ta gọi là số chỉ nhịp. Khóa son thì chúng ta biết được vị trí của nốt son nằm ở dòng kẻ thứ hai, đó là cái phần đầu chúng ta làm quen. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu như nào gọi là nhịp, như nào gọi là nhịp phách. Thì bây giờ chúng ta nhìn lên trên này, chúng ta sẽ thấy ở vị trí này nó có đánh dấu, nó đánh chữ số 120 nhỉ. Cái ô này nó chính là tốc độ của bài hát, tốc độ của bài hát. Tốc độ này nó liên quan gì? Tốc độ này nó thể hiện cho chúng ta biết là có bao nhiêu phách trong 1 phút đó, có bao nhiêu phách trong 1 phút. Có nhiều người người ta gọi nó là nhịp luôn đấy, bởi vì tiếng Anh nó là beat, nên ta cứ gọi nó là nhịp hay phách, nhưng mà gọi người Việt Nam chúng ta thường quen gọi nó là phách, đập theo phách. Đây, giả sử tôi có một cái hàng những cái nốt nhạc như này, nó giống nhau, và tốc độ ở đây ở trong người, những người ta chơi organ ấy, thì người ta gọi nó là tempo ấy. Cái tốc độ ở đây nó là 120, thì cho chúng ta biết được rằng là mỗi 1 phút thì nó sẽ chơi được 120 phách. Tôi sẽ làm ví dụ, tôi bật các cái nốt nhạc này lên, nó chạy với tốc độ 120 này. Đó, bạn đã cảm nhận là tôi coi như là mỗi một cái nốt nhạc này là 1 phách. Thì bạn thấy rằng là từng phách một nó gõ rất là đều đặn nhau. Đấy, gõ rất là đều đặn nhau. Mỗi một phách gõ rất đều đặn nhau. Đó. Thế bây giờ để dễ hình dung hơn thì tôi sẽ cho tốc độ này về với tốc độ là 60. Có nghĩa là trong 1 phút nó chơi được 60 phách. Vậy thì mỗi một phách đó sẽ tương ứng với cả 1 giây, đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta cùng nghe từng cái tiếng đàn phát ra này, nó phát ra đều đặn 1 giây một tiếng, 1 giây một tiếng nhạc. Đó.
Đó, người ta tính cái mức độ dài ngắn ở trong một nốt nhạc, nó nằm ở các cái phách này. Đấy. Nếu mà một bài hát mà ngân dài, một cái câu hát ngân dài 4 phách chẳng hạn, ngân dài 4 phách chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có 4 phách. Và cái này ngân dài lên được 4 phách. Hãy bắt đầu, tôi sẽ làm thử cho các bạn. Cái nốt này nó sẽ ngân dài 4 phách. Đó. Giả sử tôi làm lại này, một nốt nhạc A. A. Đó, ngân dài 4 phách là như vậy. A. À xin lỗi. Lại. Đấy là tốc độ dài và ngắn của một nốt nhạc là như vậy. Đây bây giờ tôi cho nốt này nó sẽ ngắn hơn. Đó, ngắn hơn. Tôi để hai nốt đi cho dễ phân biệt nhé. Lại này. Đấy, nhìn nhanh hơn nữa. Đến đây tôi sẽ cho nó ngân dài hơn, ngân dài 4 phách. Ta sẽ làm lại. Tôi ngắt nó khó nghe quá, tôi đọc lại nha. Cái nhanh và cái chậm. Bây giờ tôi xóa thằng này đi, để đây sẽ ngân dài hơn một chút. Thì các bạn thấy rằng là cái hình nốt như thế này thì nó ngân nhanh hơn cái hình nốt như này. Hình nốt thế này ngân dài hơn cái hai cái hình nốt này, đúng không? Hình nốt này thì lại ngân dài hơn hình nốt này, và ngân dài hơn nữa cái hình nốt này. Và ta cảm nhận được rằng là hình nốt này ngân gấp đôi lần hình nốt này. Hình nốt này ngân gấp đôi lần hình nốt này. Đó. Và hình nốt này ngân gấp 4 lần hình nốt này. Đấy, các bạn thấy rằng là các nốt nó nhanh chậm ở cái vị trí nào, đúng không? Thế đây người ta gọi bên trên này, mỗi tiếng gõ đều đặn, bục 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 này, người ta gõ đều đặn, người ta gọi là các phách chúng ta gõ. Còn cái nốt nhạc ở bên dưới này thì thể hiện được rằng là độ ngân dài của từng nốt nhạc. Chúng ta không chú ý đến những cái nốt ở bên trên, chúng ta chỉ chú ý các ba nốt, bốn nốt màu đỏ ở bên dưới thôi. Và cái bên trên này tôi chỉ để làm tham khảo, và chúng ta chỉ sử dụng bàn tay để chúng ta gõ các nốt nhạc. Chúng ta sử dụng bàn tay hoặc là các cái ứng dụng, chúng ta tạo được ra các cái tiếng tiếng tốc độ như ở trên đàn off này. Thì các bạn vừa rồi các bạn đã hiểu như nào gọi là phách, đúng không? Phách là những tiếng gõ đều đặn với tốc độ được chỉ định. Đó, chỉ định ở trong final ấy, được chỉ định ở trong cái phần tốc độ này. Và chúng ta hiểu rằng cái chỉ số tốc độ này nó là số lượng của phách được phát ra trong vòng 1 phút. Đó. Ở đây tốc độ 60 có nghĩa là trong 1 phút có thể chơi được 60 nốt nhạc.
thì tất nhiên là điều đó, tất nhiên là tốc độ nó sẽ chậm hơn so với cả 120 rồi, đúng không? 120 thì là trong vòng 1 phút nó chơi được 120, có nghĩa là nửa giây làm được một phách mà, thế nó sẽ nhanh hơn, nên bạn sẽ xem. Đó, nhanh hơn. Và tốc độ 90 chẳng hạn, nó sẽ chậm hơn. Thế bây giờ chúng ta đã biết về tốc độ này, chúng ta biết về phách thôi, đúng không? Bây giờ thì chúng ta phải tiếp tục đi đến phần chúng ta tìm hiểu thêm về phần các nốt nhạc. Chúng ta hiểu thêm về các nốt nhạc. Đầu tiên, các nốt nhạc thì chúng ta phải tìm hiểu ở cái thanh công cụ này. Tôi sẽ kéo nó ra đây để các bạn nhìn cho dễ. Chúng ta sẽ phải nhìn ở trên cái thanh công cụ này nhé. Các nốt nhạc này gồm có những gì thì chúng ta nhìn lên đây. Đầu tiên, ký hiệu đầu tiên đây là có hình cục tẩy. Cục tẩy để làm gì? Cục tẩy để có nghĩa là để tẩy thôi. Khi ta viết một nốt nhạc lên ta thấy rằng không thích chẳng hạn, ta có thể tẩy nó đi. Đó, đó. Tẩy để chúng ta tẩy. Cái thứ hai thì là nốt mà nó có cái hình, nó hình có hình tròn và hai cái mũi tên chỉ lên chỉ xuống này, là để dùng cho chúng ta di chuyển cái độ cao của nốt nhạc. Đây, nốt này ta viết sai, ta nhấn vào cái biểu tượng này rồi đưa vào nốt nhạc để kéo. Nhưng mà thực ra thì đôi khi cái nốt này ở cái biểu tượng này chúng ta ít khi sử dụng, bởi vì là nếu mà nốt nhạc này chúng ta sai, chúng ta có thể giữ luôn vào nốt nhạc này, chúng ta sẽ kéo được luôn. Đó, nếu mà nốt này là nốt trắng mà chúng ta muốn chuyển nó sang cái nốt này, chúng ta nhấn vào thì nó sẽ chuyển được sang cái nốt đấy. Đó. Tiếp theo là chúng ta đến cái hình nốt này. Nhưng mà hình nốt này thì tôi cũng chưa biết nó có tác dụng gì. Tôi đã thử rất nhiều rồi nhưng mà tôi không biết nó có tác dụng gì. Nốt này, cái hình này thì chúng ta để bỏ qua đã nhé. Bây giờ ta bắt đầu ta vào các nốt nhạc này. Vào các nốt nhạc, chúng ta sẽ thấy được rằng là đầu tiên, nốt nhạc đầu tiên của chúng ta có nghĩa là cái ký hiệu âm nhạc dài nhất ở trong âm nhạc, ký hiệu chỉ sự ngân dài nhất ở trong âm nhạc ấy, thì nó là cái nốt này. Nốt này người ta gọi là nốt tròn. Nốt tròn. Nốt tròn này nó có độ ngân dài bằng 4 phách. Đấy. Vừa rồi chúng ta đã làm rồi đấy. Nó ngân dài 4 phách. Nốt tròn này khi mà nó ngân dài 4 phách, và nốt thứ hai là nốt trắng. Nốt trắng là nốt có độ ngân dài thứ hai ở trong âm nhạc. Hai nốt trắng ngân dài thì bằng một nốt tròn. Hai nốt trắng này, cái độ dài của hai nốt trắng này nó bằng độ dài của nốt tròn. Chúng ta cùng nghe. Tôi sẽ lấy một cái âm thanh khác nghe cho nó dễ. Chúng ta sẽ thấy rằng là nốt nào dài hơn nốt nào sao cái độ ngân dài của chúng ta. Ngân dài. Đó. Cái tốc độ của nốt tròn này nó dài bằng
4 phách. Tốc độ của nút trắng này nó bằng 2 phách. Chúng ta sẽ nghe lại xem độ ngân dài của chúng. Bây giờ chúng ta sẽ đến tiếp nốt nhạc thứ ba, nốt tròn, nốt trắng, nốt này là nốt đen, nốt này là nốt đen. Nốt đen của chúng ta có độ ngân dài bằng 1 phách. Rồi. Nốt tròn có độ ngân dài bằng 4 phách, nốt trắng có độ ngân dài bằng 2 phách. Nốt đen thì có một độ ngân dài bằng 4 phách. À xin lỗi, bằng 1 phách. Nốt đen có độ ngân dài bằng 1 phách. Đây là nốt đen. Chúng ta cùng nghe sự khác nhau giữa các nốt. Nốt tròn, nốt trắng, đen, 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 đen. Đúng không nhỉ? Đọc lại này. Tròn, trắng, trắng, đen, 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 đen. Đó. Thế bây giờ nốt tiếp theo là nốt móc đơn. Đây là nốt móc đơn. Nốt móc đơn nó có độ ngân dài bằng 1/2 phách. Nghĩa là 1 phách thì chơi được 2 nốt móc đơn. Đó. Nốt móc đơn có độ ngân dài bằng nửa nốt, bằng nửa nốt đen. Chúng ta cùng và ta tiếp tục luôn nhé. Nốt tiếp theo nữa là nốt móc kép. Nốt móc kép có độ ngân dài bằng 1/4, bằng 1/4 của nốt đen, bằng 1/4 phách. Nghĩa là 1 phách chưa được 4 nốt móc đơn. À móc kép. Đó. Chúng ta hãy thử nghe lại nhé. Nốt tròn, nốt trắng, nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc kép. Chúng ta thử xem này. Trắng, trắng, đen, 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 đơn, 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 kép 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 chứ không phải là đôi, đúng không? Kép kép, đơn đơn đơn, kép kép. Đó, tốc độ của nốt móc kép rất là nhanh. Và ngoài ra còn có nốt móc tam. Nghĩa là nốt móc tam nó bằng 8, một phách của nó có thể gõ được 8 nốt nhạc. Một phách của nó có thể gõ được 8 nốt nhạc, nó tốc độ nó rất là nhanh. Đó, rồi đây là nốt móc tứ, nốt móc ngũ. Đó. Nghĩa là các cái ký hiệu từ móc tam này, móc tam này đến móc tứ, móc ngũ thì ít khi chúng ta phải sử dụng đến, ngoại trừ chúng ta sử dụng những bài nhạc cổ điển quá nhanh thì mới sử dụng đến các nốt này, còn lại thì thôi. Đấy là tốc độ của các nốt nhạc. Đây chúng ta cùng nghe lại. Quá nhanh rồi, rồi bỏ. Đây là đến nốt móc tứ này, nốt móc ngũ này, tốc độ của chúng rất là khủng khiếp, đúng không? Tạm thời chúng ta chỉ cần tìm hiểu đến nốt móc kép là được, thì nốt móc kép là được. Móc tam móc tứ chúng ta cũng sẽ tìm hiểu được, không? Đơn giản, đúng không? Ta nhớ lại tên của chúng: nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, móc đơn, nốt kép. Bây giờ đến cái ký hiệu tiếp theo
là có dấu chấm, là ký hiệu dấu chấm. Chúng ta tên gọi của nó là dấu chấm dôi. Đây gọi là dấu chấm dôi. Dấu chấm dôi để làm gì? Dấu chấm dôi nó có tác dụng là làm ngân dài cái nốt nhạc ở phía trước nó lên một nửa. Đây có nghĩa là giả sử như là tôi có nốt trắng, bây giờ tôi muốn ngân một nửa nữa thì tôi thêm vào nốt chấm dôi. Cái nốt chấm dôi đằng sau, cái dấu chấm dôi đằng sau này, nó có giá trị bằng một nửa cái nốt đứng trước nó. Có nghĩa là nó bằng nốt đen. Bây giờ ta thử làm như này. Tôi sẽ cho một nốt trắng chấm dôi và một nốt trắng như thế này. Chúng ta thử nghe xem. Đó, về độ dài thì hai nốt này nó có tương đương nhau không? Bạn cùng nghe lại nhé. Đó, về độ dài thì nó gần như là, à quên xin lỗi, gần, không phải là gần, mà về độ dài của chúng đều bằng nhau. Người ta có thể viết nó như thế này, hoặc người ta có thể viết nó như thế này, thì đều có độ dài bằng nhau, đều có độ dài bằng nhau cả. Thế nhưng mà viết như này thì nó gọn hơn, đúng không? Đây người ta gọi là nốt trắng chấm dôi, còn đây là nốt trắng nối sang nốt đen. Thế ở đây thì nó rất là dễ hiểu hơn, ta nhìn rất là viết rất là tiết kiệm giấy, đúng không? Thằng này thì nhìn nó hơi bị chiếm dụng một tí, đúng không? Đây là nốt chấm dôi, nó đều, tất cả các nốt nhạc này đều có thể có dấu chấm dôi, nốt đen chấm dôi. Đây là một nốt đen chấm dôi. Đây là nốt móc đơn chấm dôi. Hay là nốt đen chấm dôi. Đều là như vậy. Nốt chấm dôi này bằng nửa nốt đứng trước nó, có nghĩa là một nốt đen này nó có dấu chấm dôi, thì cái dấu chấm dôi nó bằng, chính là bằng một nốt đơn. Người ta viết, có thể viết ra thành đây là gọi là dấu chấm dôi. Tiếp theo dấu chấm dôi là các ký hiệu thăng, giám và hoàng. Các ký hiệu này chúng ta sẽ học tiếp ở buổi sau. Buổi sau chúng ta, khi chúng ta học về các nốt nhạc và độ cao của các nốt nhạc, thì chúng ta sẽ sử dụng đến 5 ký hiệu. Học về độ cao các nốt nhạc chúng ta sẽ làm một ký hiệu, bỏ qua 50 ký hiệu này đi, chúng ta tiếp tục sang ký hiệu nốt tiếp theo. Đây ký hiệu này người ta gọi là ký hiệu dấu nối. Dấu nối là nó nối hai nốt nhạc vào với nhau để ngân dài sang nhau. Đây như giả sử như vừa rồi ta có nốt trắng, nốt tròn và hai nốt trắng ở đây, ta nghe lại. Đó, hai nốt này là hai nốt rời nhau, đúng nhỉ? Hai nốt này là hai nốt rời nhau. Nhưng mà khi chúng ta có thêm, chúng ta nhấn vào cái dấu nối này,
ta nhấn nối giữa hai nốt này thì tác dụng nó sẽ thế nào? Thì lúc này hai cái nốt này nó sẽ nối vào nhau mà nó không chơi riêng lẻ nữa. Chúng ta cùng nghe. Đó, hai cái nốt nốt tròn này và hai cái nốt nối này với nhau nó có cái độ dài tương đương bằng nhau, đúng không? Nó có độ dài tương đương bằng nhau. Bằng nhau luôn, nhưng không phải là tương đối nhé, mà là tương đương. Hai cái bên này nó đều tương đương lẫn nhau, nó giống nhau. Nếu mà người ta viết hai nốt trắng mà có dấu nối như này ở trong một ô nhịp thì người ta có thể viết luôn nó bằng cái nốt này cho nó nhanh. Chúng ta cùng nghe lại. Thế người ta có cái dấu nối này để làm gì? Cái dấu nối này để người ta sử dụng trong các trường hợp đặc biệt như là hai nốt nhạc. Đó, hai nốt nhạc này nó có khác về độ dài. Ở trong âm nhạc người ta gọi là trường độ. Nó khác nhau về trường độ thì người ta sử dụng cái dấu nối. Hoặc là nó khác nhau trong ô nhịp thì người ta sử dụng dấu nối. Đây, như giả sử cái nốt này nó nằm ở ô nhịp bên này, cái nốt này nó nằm ở ô nhịp bên này, người ta dùng dấu nối, hai cái nối lại với nhau. Đấy. Thì lúc này cái nốt nhạc nó sẽ kéo dài sang tận đến cái nốt này. Ta cùng xem. Đó, thế để làm gì? Để là người ta muốn ngân cái nốt nhạc nó dài hơn cái trường độ của nốt trắng, à xin lỗi, của nốt tròn. Người ta muốn cái trường độ nó ngân dài hơn cả cái nốt tròn này thì người ta cũng sẽ sử dụng đến cái dấu nối này. Giả sử như này. Đó. Thế này trường độ nó kéo dài đến ba nốt trắng, à ba nốt tròn, nên người ta sẽ nghe nó sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Đó. Nếu như mà mình muốn viết cái nốt nhạc mà nó ngân dài hơn cái trường độ của nốt tròn, chúng ta viết như thế này. Thế là bây giờ chúng ta sẽ điểm lại một chút. Chúng ta đã học được về phách, về hình nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, móc kép. Chúng ta học về dấu chấm dôi, dấu nối. Bây giờ tiếp, đây là cái chùm ba. Chùm ba này thì ở trong trong các cái bài nhạc bolero người ta hay dùng những cái chùm ba này không? Đấy, người ta viết cái chùm ba này không? Chùm ba này thì nó có tác dụng là nó chia đều ba cái nốt ở trong này, nó chia đều ba cái nốt ở trong này, trong một cái chùm này nó chia đều ba nốt này ở trong hai phách, chia đều ba nốt này ở trong hai phách, nghĩa là tốc độ của chúng trong hai phách thì chơi được ba cái nốt này. Đó. Chúng ta cùng nghe thử. Nhưng mà đây một phách của người ta là như này, một phách của người ta là như này. Đang đây chúng ta.
Đó, ở trong cái ô nhịp nó có bốn cái phách này, mà ở đây thì nó lại chơi được những sáu nốt đen. Đấy. Chúng ta cùng nghe này. Đó. Nó chia đều hai phách, nó chia đều hai phách ra thành ba nốt, hai phách ra thành ba nốt đều nhau. Đó là cách viết chùm ba. Cách viết chùm ba là chúng ta chọn nốt nhạc, đó, nhấn vào chùm ba và viết các nốt nhạc. Đấy, móc đơn cũng vậy. Móc kép thì nốt trắng thì dĩ nhiên là nốt tròn thì chúng ta không thể viết được rồi. Nốt tròn thì nó không đủ trong cái viết vì sao nó lại không đủ? Thì tí nữa tôi sẽ nói về nhịp nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có hình biểu tượng hình này nữa. Biểu tượng hình này. Hình này người ta gọi là dấu hoa mỹ. Cái dấu hoa mỹ này nó không có tác dụng gì về phách cả. Nó không có cái gì về phách cả. Có nghĩa là nó không liên quan gì đến phách. Nó chỉ liên quan đến cái nốt đứng sau đó thôi. Nó không liên quan gì đến phách. Đó, nó rất là nhanh, nó lướt qua một cách rất là nhanh, nó không liên quan đến phách, nghĩa là nó không không có tốc độ, không có cái trường độ ở trong cái nốt nhạc này. Đấy, kể cả bạn có cho vào đây đến đến nhiều nốt, đến mấy chăng nữa thì nó cũng không liên quan gì đến tốc độ của chúng ta. Cho nó nhiều nốt vào thì nó cũng không liên quan thì cái nốt nhạc chính của chúng ta cả. Nó không chiếm dụng, nó không chiếm dụng một cái phách nào cả. Chúng ta nghe thử. Đó. Nó không chiếm dụng về phách. Cho nên là người ta không áp dụng gì tốc độ vào trong cái dấu hoa mỹ này cả. Cái dấu hoa mỹ nó làm cho đẹp cái nốt nhạc lên. Nghĩa là cái âm thanh nó phát ra đấy. Khi mà chúng ta chơi các cái thể loại nhạc dân tộc ấy, thì chúng ta cũng hay thường viết bằng các cái dấu hoa mỹ này thì nghe nó sẽ hay hơn rất nhiều. Đó là tất cả các cái công dụng của các cái hình ở trên này. Đầu tiên là cái tẩy dấu dịch chuyển nốt nhạc cao thấp, bỏ qua nốt thứ ba. Nốt thứ ba tôi không biết nó là để làm gì. Nốt thứ tư, nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, móc kép, móc tam, móc tứ, móc ngũ, dấu chấm dôi. Năm cái này thì để buổi sau chúng ta làm quen tiếp. Dấu nối, chùm ba và dấu hoa mỹ. Đó là tất cả những gì ở trong cái thanh công cụ này ta có. Bên cạnh cái thanh công cụ này thì chúng ta sẽ thấy được nó có một cái thanh công cụ nữa, nó bé bé như này. Nếu như cái thanh công cụ này các bạn không thấy nó, đôi khi chúng ta cài lên nó không có, chúng ta nhấn phải chuột vào bất kỳ đâu ở menu, à quên, ở thanh công cụ. Đây giả sử như ở đây chẳng hạn, hay ở đây chẳng hạn. Tôi vừa ấn một cái nó đã lên rồi đấy. Muốn nó lên được thanh công cụ ta nhấn phải chuột, ta chọn vào cái Simple Empty Palette Palette Palette. Nhấn phải chuột, chọn vào cái một
2, 3, 4, 5. Chọn vào cái thứ 5. Chọn vào cái thứ 5 thì nó sẽ hiển thị lên. Đó. Cái công cụ này để làm gì? Công cụ này thì để người ta gọi nó là cái công cụ nghỉ 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 nhé. Các dấu lặng. Dấu lặng đầu tiên này nó tương ứng với cái nốt này này mà tôi cũng không biết đó là cái gì, bởi vì tôi chả bao giờ tôi sử dụng cái nó, bỏ qua nhé. Cái dấu lặng thứ nhất, cái dấu lặng thứ hai đây, người ta gọi là dấu lặng tròn. Nó tương ứng với cả cái nốt tròn này. Dấu lặng tròn thì để làm gì? Dấu lặng tròn, các dấu lặng để làm gì? Các dấu lặng là để chúng ta nghỉ ngơi. Đó, để chúng ta nghỉ ngơi. Nghĩa là hát là một câu hát dài rồi, hoặc là cái phần này của cái ông nhạc cụ này, ông không phải làm cái việc gì cả, thôi ông ngồi nghỉ đi, thì người ta sử dụng cái nốt này, cái dấu này, người ta cho người ta nghỉ. Nghỉ độ dài, nghỉ nghỉ bao lâu, nghỉ bao nhiêu lâu thì nó tương ứng với cả các cái nốt nhạc của nó đây. Giả sử như là nghỉ bằng một nốt tròn thì cái thời gian của nó nghỉ bằng 4 phách, giống như nốt tròn này. Cái dấu nghỉ thứ hai người ta gọi là nốt lặng này, lặng lặng này, lặng tròn này, đây là lặng, giống như dấu lặng, dấu phẩy, dấu chấm, dấu phẩy, chúng ta đây là im lặng nhé, không phải là nặng nặng nhé, mà là lặng. Đây là lặng tròn này, lặng trắng này. Lặng trắng cũng vậy, nó có độ nghỉ ngang bằng với cả nốt trắng, nghĩa là thời gian nghỉ của nó là 2 phẩy. Thế là người ta gọi là lặng trắng. Lặng đen cũng vậy, lặng đen nó có tác dụng nghỉ bằng một nốt đen. Lặng đơn, lặng kép, rồi còn lại là lặng tam, lặng tứ, lặng ngũ. Thế những cái dấu lặng này để làm gì? Để cho chúng ta đây, chúng ta sẽ xem luôn. Đây có một dấu lặng đen này, đây có một dấu lặng đen này. Thì chúng ta làm luôn cái ví dụ ở đây luôn nhé. Chúng ta nghe này, đó 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 đó. Lặng để làm gì đấy? Lặng là chúng ta im lặng, chúng ta không làm cái việc gì cả, im lặng nghỉ ngơi. Sao lại nghỉ 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 không? Lặng để chúng ta nghỉ. Đó, chúng ta đã tìm hiểu được về các dấu lặng rồi. Lặng tròn, lặng trắng, lặng đen, lặng đơn, kép, tam, tứ, ngũ. Kéo nó vào đây cho nó gọn. Rồi, thế bây giờ thì chúng ta tiếp tục với cả cái phần này. Bây giờ, lúc nãy giờ chúng ta đã làm quen với cả các cái hình nốt này rồi. Đây người ta gọi là các hình nốt, nốt tròn, nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, lặng tròn, lặng trắng, lặng đen, lặng đơn, lặng kép, vân vân. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy, hình dung là sẽ thấy này, ở trong mỗi một cái ô nhịp này, nghĩa là mỗi cái vạch nhịp này, trong một cái vạch nhịp này sang vạch nhịp khác gọi là ô nhịp. Trong một cái ô nhịp này chúng ta sẽ thấy là nó không vượt quá được một nốt tròn. Đây. Bây giờ tôi thêm một nốt nhạc vào đây, tôi thêm một nốt nhạc vào đây là không được. Đấy, phải báo lỗi. Đó, thấy rằng là mỗi một cái ô nhịp này nó tương ứng một nốt tròn 4 phách. Đấy, 2 nốt trắng này 4 phách, 4 nốt đen này là 4 phách. Đó.
mình không thể vượt quá được cái mấy nốt này. Thế tại sao lại vậy? Đó là chính là chúng ta hãy để ý đến cái số 44 này. À, lúc đầu tôi đã bảo đây là số chỉ nhịp. Gọi là số chỉ nhịp. Số chỉ nhịp là gì? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lên. Ta sẽ nhấn vào để thay đổi được cái số chỉ nhịp này. Chúng ta sẽ sử dụng đến cái số 44 ở trên đây. Các bạn nhìn cái biểu tượng đấy. Nhấn kép vào cái số 44 này thì nó sẽ ra cái hình này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là các cái nhịp này nó là như thế nào nha. À, chúng ta nhìn sang bên này. Bên trên này là số chỉ nhịp. À, số chỉ nhịp. Các bạn nhìn thấy chữ beat bây giờ. Đây có nghĩa là số của nhịp. Đấy. Tôi vừa lúc đầu tiên tôi đã nói rồi, trong mỗi một cái nốt đen này thì chúng ta gọi là phách, là gọi là nhịp. Như Việt Nam chúng ta thường hay gọi là phách. Ở đây nó là beat. Tiếng Anh là beat. Có nghĩa là có bao nhiêu phách ở trong một cái ô nhịp này. Nhưng mà tại sao nó lại là một nốt đen, một phách? Vì là chúng ta hãy để ý cái số bên dưới. Số bên dưới này người ta cho mình biết rằng là chính là một nốt tròn chia cho nó. Giả sử như nốt tròn chúng ta vừa biết, một nốt tròn thì bằng 4 nốt đen đúng không? Vậy thì một nốt tròn chia cho 4 thì sẽ bằng 1. Vậy thì mỗi một phách của nó là 1. Giả sử như bây giờ tôi sẽ quay vào đây. Tôi kéo lên đây. Chúng ta sẽ thấy đây là 1. Có nghĩa là một nốt tròn chia cho 1 thì chính là nốt tròn. Vậy thì ta sẽ hiểu rằng một phách của nó, một phách trong cái nhịp 4-1 này, nó là một nốt tròn. Đấy. Một phách của nó là một nốt tròn. Nếu mà là 4-2 thì sao? 4-2 thì là nốt tròn chia cho 2. Nốt tròn chia cho 2 thì chính là bằng một nốt trắng. Đấy. Nốt tròn chia cho 2 thì được nốt trắng. Mỗi một phách của nó là bằng một nốt trắng. Các bạn thấy chưa? Đấy. Đây. 4 chia 4. 4 chia 8. Đó. 8 thì bằng nốt tròn chia cho 8 bằng một nốt đen chấm dôi. Đó. Đây, chia cho 8. Đúng không nhỉ? Xin lỗi. Cái là 12. Đây là nhịp 48 chẳng hạn. 48 thì có nghĩa là bên trên là một nốt tròn chia cho 8. Đó. Một nốt tròn chia cho 8. Một nốt tròn chia 8 thì được một nốt đen. Nốt móc đơn. Đó. Nốt móc đơn. Một nốt tròn chia 8 thì được một nốt đơn. Thế cho nên ta có nhịp 68, có nghĩa là có 6 phách trong một ô nhịp, mỗi phách tương ứng với cả nhịp mà một nốt móc đơn. Đây, nhịp 68 chúng ta nhìn thường hay nhìn thấy trong bản nhạc. Chúng ta hay nhìn thấy nhất là nhịp 24. Nếu như các em trẻ em thì thường hay nhìn thấy cái nhịp gọi nhịp 24. Nhịp 24 là nhịp gồm có 2 phách trong một ô nhịp, mỗi phách tương ứng một nốt đen. Đó. Nhịp 3-4 như vậy, ta chỉ cần nhìn số bên trên thôi. Nhịp 3-4 3-4 thì là 3 nốt đen. 4-4 này. Thế cho nên là chúng ta vừa thấy ở đây là chúng ta chỉ chứa được 4 nốt đen thôi. 4 nốt đen thì có thể là thì nó cũng sẽ bằng một nốt tròn đúng không? Thế nên nếu mà nhịp 2-4 thì sao? 2-4 thì nó không thể nào chứa nốt tròn vào trong một ô nhịp này được. Không thể chứa nốt tròn nó nhiều được, bởi vì là cái nốt tròn này nó bằng 4 phách cơ. Đấy, mà đây thì nó chỉ có 2 phách. Thế nên ta chỉ chứa được bằng một nốt trắng thôi.
Thấy vậy, nhịp 2-4. Hai phách cho một ô nhịp. Mỗi phách tương ứng một nốt đen. Chúng ta chỉ có thể sử dụng được trong một ô nhịp đó có số nốt bằng hai phách, nghĩa là hai nốt đen. Đây như là hai nốt móc đơn để tạo thành một nốt đen này, nó bằng một nốt đen này. Đây là một nốt đen nữa, nghĩa là hai phách. Đây là bốn nốt móc kép chẳng hạn, bằng một bốn nốt móc kép thì bằng một nốt đen, bằng một phách. Đó. À, nốt đen chấm dôi, nốt móc đơn chấm dôi thì ta có thêm một nốt móc kép sau. Đó. Chúng ta không thể thêm nốt nào được nữa. Đó, chúng ta đã học về nhịp. À, chúng ta nhớ đây là chỉ số nhịp. Nhịp thì có nhiều loại nhịp, nhịp 2-4, nhịp 3-4, nhịp 4-4, nhịp 2-2, nhịp 6-8, nhịp 3-8, vân vân, nhiều lắm. Thế, buổi sau chúng ta sẽ học về trình tự các nốt nhạc, cao độ các nốt nhạc ở trên khóa son. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc ở đây ạ.